sân này, đánh sân này luôn à? Này đánh sân này. Vừa xuống này thì ngồi bên này em ạ. Ngồi bên này phải trực tiếp rồi thấy. Mà lấy được góc sân. Mới lấy được góc sân. Ủa không lấy, lấy được góc sân. Giáo sắp đi với mình rồi. Ừ, anh làm này rồi, ăn được. Thực ra nó ngon. Khỏe tí rồi. Chỗ cuối nhỉ, chỗ cuối không cắt được ấy. Anh lấy sức rồi mà. Tại chỗ cuối thì không rồi. Hai hôm nay anh có đánh được đâu. Mày thấy anh có đánh được quả nào mạnh đâu. Anh luôn. Phạt luôn đâu. Phạt, phạt xem phải đồng luôn đâu. Khẩu lơ, khẩu lơ, khẩu lơ. Sao anh Thiến? À em like mà đang khởi động thì em mới like chứ. Không khởi động thì em không like. Vào nào anh em ơi. Xem nào, vào xem nào, vào xem nào. Đây bên kia là Bạch Trạch nhá. Bạch Trạch nói chung là đồng 3-4 là đánh luôn. Hai sân luôn. Vẫn cao thượng thần giáo. Hôm nay lên 100+ người rồi. Hôm nay trận nào? Trận cao thượng với lại Trần Anh hôm nay mới hay. Trần Anh đánh nhờ. Hôm nay mới hay. Nhưng mà lại mất mất về hết về mảng mất hôm nay. Tiếc. Tiếc. Em có thấy tiếc, em có hay có thấy tiếc cả. Đây mà chắc tí là ngon này, cuối cuối mà cắt được. Thôi là không được, lâu lâu tí thì được. Không còn sức. Ui, có sạc dự phòng rồi anh ạ, yên tâm. Xem thoải mái. Đến tối. Mà chung kết thứ hai đội này nó đánh hay lắm. Ừ. Đến hai đội này nó chung kết đánh hay rồi, vì dàn nó giống nhau. Toàn cao đều nhoi nhỉ. Dàn anh hơi thấp nhỉ. Một mùi anh mini. Mini nhưng mà thủ dai phết. Dàn của anh thủ dai phết. Bò đập chán. Mói đi. Mói chán. Mói chán nhưng không chết. Bắt được bài. À, Bánh Trạch kia em ơi. Bánh Trạch đang đánh bên kia. Bên kia là 34 nhá. Bên kia là 34, bên này là chung kết. Là nhất nhì. Bên kia 34 này, 34 ở sân 2 nhá. Nhất nhì ở sân 1. Nhất nhì là sân 1 nhá. Ở đây bắt đầu khởi động lưới rồi. Ở huyện tôi nhá. Ui tưởng bóng rồi vào. Ở Thái Hoang đâu. Bóng rồi vào bên này. Rồi quá nè. Đấy. Số 16. Có sạc dự phòng tự tin hẳn nữa. Anh Thiên hôm nay lại không lên được nhỉ, buồn thế. Ui, ở hộp quý này lại càng càng. Rất màn nhán luôn anh em ạ. Khởi động rất màn nhán luôn. Trận chung kết nha, trận này trận chung kết nha. Ê, thượng bên kia là Bánh Trạch với lại Đồng Phúc.
Mắn nhắn rồi, mắn nhắn rồi mọi người ơi. Góc này đẹp nhỉ, góc này quay được ấy, góc này đẹp. Ui xời. Vơ bóng, vơ bóng. Cao phải ra bên này thì nhỉ. Bên kia đang bắt đầu chuẩn bị đánh nha, bên kia đang xếp về nhà sân. 3-4, 3-4, bánh chạch. Nguy hiểm mà, sợ vớ điện cả điện thoại ấy. Mình để bảo vệ thôi. Vui mà chị ơi, xuống đây xem chị ơi. Lâu lắm rồi ba bỉ mới có giải bóng như này. Đi. Anh Hoàng. Toàn bình là ra sân. Gần mình. Rất đông khán giả rồi. Ê, nữ đang đánh nhá, khán giả đang về gần nữa. Khởi động viên 2. Ui dồi. Rất mãn nhãn, rất mãn nhãn. Đây bên kia bắt đầu đánh rồi đấy. Ok anh Thuận ơi, chắc chắn rồi. Ui, bán này khu à, anh em à. Hết rồi, hết cầm này mới cho nữa. Phải cố gắng để vô địch anh Thuận ơi. Năm khay điện thoại đấy đâu. Nè, anh Cao rồi sao hết chứ. Lên đây xem đi mọi người. Thank you.
em xả lẻo sức. Rồi đang làm thủ tục bốc thăm rồi. Nét hết. Ừ, nét. Dùng con ba mắt mới nét hết đấy. Ba mắt nhìn rồng nó đẹp. Ngồi bên dưới đấy, bên dưới được đấy, cái dưới chân này. Ở nhưng mà này có gì? Thằng bên bàn kia. 2, 3, 4 phủ như năm. Luật thấp nhất rồi. Anh đạo. Rồi đang làm vào thủ tục vào rồi. Mọi người ơi. Cái giàn từng giáo nhìn cũng phải đơn giản nhìn. Ấy sợ. Mà ai hỏi thì mình trả lời nha, còn không thì để đọc điểm thôi. Tập trung vào trận này thôi, trận kia thì ai hỏi thì sau. Đội hình ra sân đội Thông Giáo. Số 1 là anh Hùng. Số 2 là anh Duẩn. Số 3 là anh Vũ. Số 4 là anh Cò Viết Hướng. Số 5 là anh Luật. Số 6 là anh Thụ Trần Hai. Đúng rồi hả? Thắng đội Thượng Giáo là nhất nhá. Số 1 bên đội Cát Thượng là anh Phình. Số 2 là Quy. Số 3 là Trần Hai Luân. Số 4 là anh Cao. Số 5 là anh Thành. Số 6 là anh Hà. Libero là anh Trền. Còn bên này Libero là anh cũng là tên Luân nhé. Ok Hà nha. Mong là thế. Một tiếng đỏ đại điểm mà phải lên vòng đấy con. Vòng quanh sân. Rồi, trận đấu bắt đầu. Anh Cao. Chị. Rồi, 1-0 cho Cao Thượng. Thủ một trận. Một trận cho anh ơi. Chú ra bên này hộ cháu ấy. Cháu quay đi ra tí. Điểm 2-1 dành cho
điểm 1-2 cho thượng giáo. Số 3 hay của anh Hà, điểm 3-1 cho các thượng. Em chơi rồi nhưng mà loại rồi anh ạ, đổi em loại rồi. Bị loại. Hay quá, điểm 4-1 cho Cát Thượng. Khán giả đông đúc luôn. Hay quá, trên cần. Nhưng mà bóng ở ngoài sân. Quả như trên cần luôn ạ. Quả này mà một tí nữa nhỉ. Sợ. Không đánh trên cần đội này là không không phải đơn giản hả? Giảm nó như thế. Điểm cao thượng 5-2. Không anh ơi, đây ở sân dưới sân tiểu khu 7 nhé, sân tiểu khu 7. Tổng cả tiểu khu 7. Nhảy phát của anh cao. Ngoài sân. Phát bóng là anh cò. Viết hướng. Đánh nhanh, lao nhanh của anh. Anh Phình rất hay. Thương hiệu của anh Phình là lao nhanh. Đánh ba tốt của anh Luật. Đổi điểm. Đổi điểm 4-6. Điểm 5-6 dành cho thượng giáo. Cô ơi, cô ơi, cô ra bên này cho hộ cháu tí, cháu đang... Hàng sau. Hay quá. Ôi, điểm lên cao cao thượng 7-5.
Không một đẹp rồi. Đội điểm 6-7. Được bóng tốt, đội điểm 8-6. Được bóng lọt chắn, đội điểm 7-8. Chắn ra ngoài, đội điểm 9-7 cho cáo thượng. Vâng chị ơi, em đeo khẩu trang rồi. Đẹp rồi, đập bóng trên chắn của anh Tò, điểm 7-8. Điểm 8-9, điểm 8-9, xin lỗi, điểm 8-9. Ờ, đánh rồi em ơi, cùng đánh cùng trận đấy luôn ạ. Ở sân 2 nhá. 3-4 là đánh sân 2, còn chung kết là đánh sân 1. Ba tư là Bành Trạch với lại Đồng Phúc. Được bóng rất tốt của anh Cao. Đội điểm 10-18. Đấy, đến đây. Đấy bác. Đấy xem bóng không. Đội điểm cho thường giáo 9-10. Sát sao nhau từng điểm số một. Đội nữ rồi, đội chính nữ rồi. Nữ vào chung kết rồi. Mà cho tính điểm được không? Không. Chỉ rất hay. Vâng cho tính điểm. Vâng cho tính điểm. Có 4 đội đó. 4 đội đều cho tính điểm. Đây là 3 điểm rất nhiều. Nữ thì phải đánh chung. Điểm 2. Được bóng rất tốt của anh Cao. Nữ thì... Điểm 11-9. Có người nữ chân nữ chân vừa đánh thắng chính người nhanh cái chỉ nhiều rồi tôi nhiều rồi đang tự phát triển ui nam không vào được đâu nam thì trước thì vào tâm với các anh ấy được nam thì thủ bóng rất tốt đối anh thường kinh nghiệm và học cơ bản bóng trên chắn ở cò điểm 10-11. Điểm 11 đều. Khán giả rất đông luôn. Lao ngắn hay của anh Phình. Phá chắn ra ngoài. Điểm 12-11. Hôm đó hai đội là 5 cung bán. Vâng, cung bán. Ngoài hai xã này bây chỉ có Đồng Phúc à. Điểm 13-11. Đúng rồi, ngang cơ thượng giáo mạnh mà. Giáo mạnh khá nhiều lắm.
chắn bóng rất tốt của anh Phình, điểm 14-11. Đội bóng rất tốt của anh Hùng, điểm 12-14. Điểm 15-12. Số 12 đội nào? Anh hỏi số 12 đội nào? Đội bóng rất tốt của anh. Khán giả đông quá nên là không, em không dám nói nữa. Chụp rồi. Nó vội quá. Ngoài sân. Điểm 16-13. Điểm 16-13 nhé. Điền 2. Chắn bóng rất tốt của anh Cao. Điểm 17-13 cho Ngân Thượng. Ui, nhảy cao, anh Cao nhìn nên này. Nếu được không có đường nữa nhỉ, bóng không bỏ được ấy. Không qua lưới thì không qua lưới. Đập bóng không qua lưới. Điểm 18-13. Nhân đôi các huyện 5 điểm rồi. Điểm 2. Bỏ bóng rất khéo. Điểm 14-18. Ngoài sân, điểm 15-18. Mình vẫn nhìn trên đây. Anh Cao cắt trên cả trên chắn. Điểm 19-15. Cắt cao tầm. Anh Cao ngoài sân. Điểm 20-15. Chào 98 người đang xem nhé. Ờ đúng rồi, chị ơi, đang xét đầu nhé. 103. Bước 1 hỏng rồi. Phản công dành cho Cao Thượng. Biên 4. Anh Cao đánh rất tốt. Điểm 21-15. Đánh 5 set anh ơi, chung kết 5 set nha. Em cảm ơn chị Yên Bình nha. Thủ đổi điểm 16-21. Hiệp 1 nhá, đang là hiệp 1.
Điện 4. Điện 17-21. Phát bóng lưới. Điểm 22-17. Ở huyện em nha anh ơi. Có bóng rất khéo của anh Cò. Số 3. Bỏ. Bóng rất tốt. Điểm 23-18. Đúng rồi, cô ơi, thưởng giáo cao thượng. Cả sởn người nhà. Bóng ngoài sân. 19-23. Điên 4 của anh Phình. Rất hay. Điểm 20-23. Điểm 21-23. Đang hội ý nhé. Đang xét đầu. Đang xét 1. Chú ơi. Chú ra bên này tí được. Cháu đang hơi cho. Rồi trận đấu bắt đầu. Tiếp tục. 21-23. Đến bóng hay. Điểm 24-21. Phép boy cho các thượng. Ôi quên tăng anh Huệ rồi. Này em quên tăng anh Huệ rồi mày. Bóng rất khéo. Đang 22-24 anh ơi, xét đầu 22-24. 22 Hoè không đánh hẳn nhỉ? Anh Hoè đi công nhân anh ạ. Công nhân nên là không về rồi. Rồi, chiến thắng này cho Cao Thượng nha. Cao Thượng dẫn 1-0. Bỏ khéo mà chị ơi. 1-0 dành cho Cao Thượng. Chào 113 người đang xem nhé. Cao Thượng 117. Quá tuyệt vời luôn hả. Trận đầu Cao Thượng thắng nhá. Thank you.
Bên kia cái quả sao nhỉ? Bên kia là ui, bên kia Đồng Phúc thắng nha. Bên kia Đồng Phúc thắng 1-0 nha. Đồng Phúc thắng bằng chặt 1-0. Đồng Phúc thắng rồi bạn ơi, bằng thắng 1-0, đang thắng 1-0. Đánh ở sân Tổng Ca tiểu khu 7 nhá. Đây đội cao thượng đây. Nứ thì anh không biết đấy bây. Nứ thì sân tận sân 3 bên kia thì sao quá, anh không biết đâu. Không biết kết quả như thế. Ngồi đây rồi. Tèo à, tao bắt chụp quyền đấy bữa này. Cao thượng thắng nha, cao thượng thắng sức đâu. Khán giả rất đông luôn. Rồi, bắt đầu hiệp 2. Set 2 nhá. Set 2 bên sân Tổng Ca ở tiểu khu 7 nhá anh ơi. Hai bên cao thượng phát bóng trước. Ôi, bắt đầu set 2. Đập bóng rất tốt của anh Cao, điểm 1-0. Cao thượng. Điểm 1 đều. Tí em bảo anh ơi. Tí em bảo. Cắt được chịu. Điểm 2-1 cho cao thượng. Thôi xuống cắt được. Thủ rất tốt, viên 4 của anh Cao. Điểm 3-1 cho Cao Thượng. Điểm 4-1 cho Cao Thượng. Đúng rồi. Đúng rồi, số 4 biên số 4 biên 4 số 10 là Cao nhá. Lúc vào nó chập hay không? Điểm 5-1 cho Cao Thượng.
bầu 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 bóng ngoài của anh Cò, điểm 6-1 cho các thượng. Ờ, thượng giáo sĩ đội ý đẹp nữa. Đẹp hai hơi. anh cao nhé. Không em ơi, anh quay thôi. Không đánh cổ vũ đội cao thượng. Đi viện nào. Hôm sau vẫn chưa tỉnh nhé. Không tỉnh. Đúng rồi em, yêu ta không cho đánh. Bên kia thì Bành Trạch đang bị dấn anh ơi, đang bị dấn 1-0. Đồng Phúc nó thắng 1-0 rồi. Đồng Phúc thắng 1-0 rồi đấy. Rất hay, điểm 7-1 cho các thượng. Bóng ngoài sân, điểm 2-7. Chuyển hai lối rồi. Phản công. Điểm 3-7. Kỳ binh này là ai? Vào lai. Quảng cáo lung tung. Bóng trong sân, điểm 8-3. Cầm không xuống xe mà em. Xuống ngay trước mặt trọng tài. Đúng rồi chị ơi. Thượng giáo cũng hay, cao thượng cũng hay. Số 3, bỏ bóng rất khéo của anh Luật. Điểm 4-8. Trời này rất đẹp để đánh bóng luôn. Điểm 5-8 cho các thượng. Số 2. Set 2 em ơi. Set 1 cao thượng thắng. Điểm 7-8 cho thượng giáo. Điểm 8 đều. Điểm 8 đều. Bóng về rồi.
Lên cầm lên cao con mỏi. Trăm người xem mẹ đâu biết. Ờ, sân mới em ơi, sân vừa làm ấy, sân ở tổng cao tổ khu 7. Lòng hay lòng? Em ơi, đây, em đứng giọt cái bên này tí. Em coi. Này bà, ngoài chia sẻ trả lời. Cái điều thằng Long thì chạy lên đây. Được 8 đều. Long ơi, được điện thoại Long ơi. Đó thằng Long Hà, Long Văn Hà này mà. Nó đi làm tóc mà nó có đi nữa. Hay. Anh Cao chuyển ra đánh số 3. Đó cắt được điểm 98. Chu Hương là lên đấy. Sở mà. Sở. Ok anh. Ok anh Hoàng Cường nhé. Đang đều chị ơi, đang đều nhá. Điểm 9 đều. Búng thì không ổn, không vừa, mà đều cũng không vừa. Điểm 9 đều nhá. Số 3. Hình như kèm, hình như sáng nào anh cũng dẫn mà. Đập bóng lọt chắn điểm 19 cho thượng giáo. Số 4. Điểm 11-9. Ok. Ok anh nhá. Không có gì đâu anh ơi. Nói chung là em chỉ là để cho mấy anh em ở xa để không về cổ vũ được cho đội nhà thì xem qua màn hình vậy. Đập bóng rất hết của anh Cao. Đập ba, đập sâu vạch ba. Như này mấy thằng mắc ế đấy nhỉ anh nhỉ. Trùng rồi anh ạ. Điểm 10-11. Nấy dẫn 7 quả. À 6 quả. 6 quả. Thanh thuần vẫn xoáy vẫn lên được. Ok anh Huy. Cứ từ đợi hết pha bóng này anh. Hết pha bóng này. Được hàng sâu rất tốt của anh Cao. Điểm 11 đều. Anh Trương ơi. Anh lùi ra về tìm em. 11 đều. Chốt rất tốt của anh Vinh, chắn bóng rất tốt, điểm 12-11. Lên điểm rồi. Thượng giáo xin hội ý. 10 vận động viên số 14 ra sân. Rất đông khán giả nhé. Cả khán giả nhí, cả khán giả này, rất đông. Chung là niềm đam mê bất tận. Đối với phòng chống dịch nghệ sướng. Trên 300 người ấy. Mai về em một nhất. Cái mồm mày nói lung tung. Hay lắm. Nói chung là bên kia đang 22 đều ấy. Bánh Trạch với lại Đồng Phúc là đang 22 đều. Đồng Phúc đang 22 đều nhá. Đồng Phúc thắng một set rồi. Đang set thứ hai. Hai
ok anh ơi. Thì bóng rất tốt. Xong. Bóng trong sân, điểm 12 đều. Biên 2. Điểm 13, 12. Điểm 14, 12. Điểm 15, 12. Nói gì anh ơi, anh bán trường gì? Không chết được. Điểm 16, 12. Anh Trường đang kêu kêu người anh ạ. Anh có gọi điện thoại cho anh Trường ý. Sân ở ngay đoạn từ khu 7 anh ơi. Sân từ khu 7. Đang xét 2 anh ơi. Điểm 16, 12. Nhưng về thật đó. Đúng rồi, bên kia đang xung thủ tốt. Đập thân chết rồi. Rồi trận đấu bắt đầu. Kéo hàng sâu của anh Cao. Vâng anh. Không thua đâu anh Cương ơi. Em đánh chị ạ, anh ạ, em đánh. Nhưng mà đội công an lại không qua được vòng bảng. Lại thua mất. Nói chung là em đánh cho đội công an. Có mà anh Cao đang ở biên 4 kìa. Cơ hội rồi. Điểm 15-17 được rút ngắn xuống còn 15-17. Còn 2 quả thôi. Ngắn xuống 2 quả. À. Điểm 18, 15.
thưởng gần nhất. Đúng rồi, xin dịch nhiều. Điểm 95. Điểm 69. 3 quả thôi. Điểm 20-16. Anh Phình không may bị đau tay. Điểm 17-20. Bên kia đang Đông Phúc với lại Bằng Trạch đang 30 đều. Đang đuổi nhau đến tận 30 rồi. Ra nữa rồi đâu, chắc nó nữa mà. Tốt. Rất hay. Chân đẹp nhỉ. Chân rất đẹp luôn. Chân đẹp luôn, chân nữa. Chết. Điểm 21-17. 4 quả. Ba ai 30 à? Chưa hết à? Một đều đấy. Đang một đều. Thượng Giáo với lại Đông Đông Phúc đang một đều. Không có đâu, Xuân kia không có. Không có hay sao đâu, cũng không biết. Điểm bao nhiêu nhỉ? Điểm 23-18. Điểm 24-18. Đang là một đều. Rồi kết thúc hiệp đấu thứ hai, tỷ số là một đều. Khán giả nói chung là xem trời đẹp luôn. Bên kia Bằng Trạch thì thắng rồi. Xuân tuyệt vời luôn. Đang hai đội hai trận đều một đều hết rồi đúng không? Phần kia đang nghỉ rồi, phần kia của đang một đều, cả hai đội đều một đều hết.
tranh 34, tranh nhất nhì một điểm. Ngang, ngang, tao cũng rồi thôi. No. Các bạn lâu túc sâu hưởng giáo thẩm tí nó là một tốt thẩm cũng như lắm rồi 28 rồi. Tất cả nó tụi gần cao mà, gần hàng cao mà. Gần hàng cao. Ờ, anh đánh nhưng mà loại đấy không? Đổi anh loại rồi, anh đổi loại. Ờ, 5 set anh ơi. 5 set nhá, 5 set. Chung kết, từ từ kết vào là 5 set hết. Đúng rồi, anh ơi, cân kèo mà chung là dàn nào cũng cao như nhau hết. Chắn cao hết. Xong đó có tưởng chắn có vẻ đeo khít, đeo áp. Chắn hả? Không chắn nhưng mà nó bán được với nhau chỉ có tiết thôi nhỉ, cá thưởng thôi nhỉ. Chắn mở đường moi cho bọn nó chắn đập đi. Hai thằng ra đây thủ. Một quả nhìn mà thằng tắt đây đúng thì cố ngay luôn mà. Để cho nó đập đường biên là đi. Nó có nhiều góc đẹp. Tay mỏi thế, không có cái để cầm đỡ đỡ này. Không có cái mỏi quá. Đi ping rồi anh. Hay đấy anh ơi. Đi ping à? Cố gắng. Rồi, hiện đấu thứ 3 nhá. Anh ơi. Anh Đoan à? Sao sao mà kìa em đang quay. Rồi hiệp đấu thứ 3. Em ơi, cầm quả bóng đi đâu ấy? Cầm quả bóng đi đâu ấy? Đừng mang bóng đi nha em ơi. Ờ, không anh đứng ngồi không được đâu, không được đâu, không được tranh 34 đâu, bị loại ở vòng tứ kết. Thua bằng chạch, thua bằng chạch. Bóng ngoài sân. Điểm 2 đều. Cho chơi nó mà nó à. Được à. Thank you.
điểm 32 dành cho Thượng Giáo. Điểm 42 cho Thượng Giáo. Tay chắn ra ngoài. Điểm 34. Điểm 34. Anh không cổ vũ thì thôi lại bảo thế. Anh Duẩn ơi. Anh Duẩn ơi. Anh Duẩn, anh Duẩn. Anh Duẩn à? Anh lấm bảo là anh lui ra một tí. Anh lấm. Bảo anh lui ra một tí đang xem. Điểm 54. Điểm 5 đều. Điểm 5 đều bạn ơi, anh ơi. Đang một đều nha, đang một đều. Mỗi đội thắng một set. Đang set thứ 3 nhé. Đang sạc 3 anh ơi. 6-5. Điểm 6-5 cho Thượng Giáo. Đội 7-5 cho Thượng Giáo. Lưới rồi. Điểm 67. Tám sáu. Được bóng rất tốt. Điểm 78. Ở bên kia là đang set thứ, cũng là set thứ 3 chị ơi. Đang là một điều. Điểm 8 đều.
cơ hội thôi. Bóng rất hay, điểm 98. Nó đồng dấu ha, nó đồng dấu. Ngoài sân, điểm 18. Cao Thượng dẫn hai quả. Khí thân à? Cái khí thân à? Đây khí bảng Cao Thượng hơi hơi ngửa mà. Hay quả bảng, hay quả bảng. Chú ơi, chú ơi. Chú ơi. Chú vào đây này. Chú ơi. À, chú ơi. Ờ à, chú ra với thêm một tí để cháu đang quay một tí chú. Điểm 11-9. Nhờ gì thấy hay lắm. Không qua đâu mà. Quả này làm gì qua? Quả này không qua đâu mà. Có việc gì rồi? Không bạn ạ, tôi mình đang bận quay nên là không di chuyển được ấy. Mình đang ngồi đúng một chỗ đây này. Bạn nhờ người khác được không? Đội điểm 11 nha. Đội điểm 11 nha. Bạn thông cảm cho mình nhé. Đội điểm 11 nha. Lọt chắn điểm 13-11. Chào hơn 100 người đang xem à. Điểm 12-13. Điểm 13 đều. Thank you.
14, 13. Ở set 3 chị ơi. Ở sân tổng ca tiểu khu 7 nhá. Số 6 nào. Set 3 anh ơi. Đang set 3. Điểm là 16, 14. Ở 15, 13. 15, 13. Điểm 15-13 nghiêng về thượng giáo chị ơi. Ờ, thượng giáo dẫn trước, đang 15-13. Điểm 16-13. Điểm 17-13. Đang 1-1. Điểm 14-17. Điểm 15-17. Điểm 16-17. Ờ, cô ơi. Cô ơi. Giờ cháu nhờ đi. Cháu đang quay cho mọi người xem đi. Điểm 18-16. Điểm 19-16. Ờ,
vòng bảng thì Cao Thượng thắng nhé. Rất hay luôn, thủ rất hay. Đúng à? Đúng. Một là lại ở chỗ này ấy. Chuẩn ba rồi. Điểm bên kia thì bầu đúng là đang điểm bên kia là đội Đồng Phúc đang dẫn. Đang dẫn một set. Đang 2-1 vừa xong. Thủ tốt thật, chắn cũng tốt. Đang 2-1 nhá. 2-1 nghiêng về Đồng Phúc. Điểm bao nhiêu? Điểm 22-17. Điểm 23-17. Nữ đánh xong rồi nhá. Nữ đánh xong. Điểm 24-17. Cao Thượng ức. Điểm 18-24. Điểm 2-1. Hết sạch đấu. 2-1 nghiêng về Thượng Giáo. Bãi rồi đi đeo cắn để dùng cơ chiến họ Cao Thượng chính ngài đấy mà nói đúng là Xuân bên kia anh không quay được em ơi, người đi quá ngồi đây đâu, đi là tí là mất chỗ là không có chỗ quay luôn ạ. Thank you.
nói nhiều có khan hết cả cú đấy ạ. Nó nhiều khan hết cả cú. Trực ba đội thượng giáo thắng nhá. Trực ba đội thượng giáo thắng. Sân này ở tiểu khu 7. Mang đi cho bố này. Chị mang đi cho bố này. Tỷ số đang là 2-1 nhưng người thượng giáo. Anh ơi, Đồng Phúc với lại Bánh Trạch. Đồng Phúc đang dẫn 2-1. Không biết điểm bao nhiêu. Anh được đi đâu rồi? Anh giọt đây bóng đá như nào rồi anh? Bóng đá như nào rồi? Mai mới chung kết rồi anh. Chú ơi, anh Thắng bảo chú lui ra thì để em quay chú, cho cháu quay mất góc. Mất góc số 4 này. 1-0 cho Cao Thượng. Điểm 1 đều. Lưới kia. 2-1. Lưới rồi, quả này lưới. Chạm vào lưới rồi. Điểm 2 đều.
32. Điểm 3 điều. Đây để em dịch máy ra bên này tí. Không bảo nhiều cũng ngại hết. Điểm 43. Đang hiệp 4 rồi thưa. Điểm 4 đều. Hiệp 4 nhá. Lấy chuyền nữa anh ạ, nhưng mà không đánh được. Hay quá anh ơi, điểm 54. Năm bốn anh ơi, cao thượng đang dẫn 54. Điểm 64. Thanh. Thôi điểm đi thôi. Điểm 74. Thượng giáo xin hội ý. Nhất là vâng. Ở khi ô tăng lấy pe khi ạ. Chết tí. Anh sao đang tí đánh chết thì nói. Không hùng tí chết chịu. Bảo thế rồi. Chú ơi. Chú ơi cho cháu quay tí chú ơi. Chú. Ngồi xuống được chú ạ. Cháu đang quay rồi. Anh chuyền em ơi. Anh chuyền với anh đạo. Hay quá anh ơi. Điểm 84. Xuống rồi, xuống rồi, xuống rồi. Trong 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 trong. Điểm 58. Điểm 68. Rất kịch tính luôn. Hay quá anh ơi. Điểm 96. Bỏ bóng rất khéo của anh Phùng. Điểm
Phòng 41 thôi. Điểm 79. Điểm 07 17. Hay quá. Đội điểm 80. Điểm 90. Có thiện xin hội ý. Em nói như là không được anh ạ. Em chịu luôn. Chắc là em phải đứng lên. Điểm 119. Điểm 111. Điểm 20. Chưa đăng được. Tìm hiểu. cắm không anh? Điểm 13-11. Góc thấy đéo được rồi. Thấy thật. Người. Góc máy đéo được. Góc máy nhá mọi người. Anh kia nói là chán lắm. Em phải chạy ra bên này được. Điểm 14-11. Góc máy như này nhá. Yeah.
điểm 15-11. Bóc máy này nó lại không trung tâm máy, nhìn nó khó. Còn điểm mình rồi. Điểm 12-15. Điểm 16-2. Chào 120 người đang xem. Điểm 15-16. Chung kết đã. Điểm 15-16. Sân 279 ấy, dưới 29. Sân tổng ca. Điểm 17-15. Điểm 16 đều. Em bảo cho anh là nhưng mà anh kia vẫn không tránh gì, em chịu đâu. Điểm 17-16. Set 4 anh ơi. Ba set 4. Set 4 triệu. Em bảo không né thì em phải chịu. Điểm 17-16. Sách 3 thưởng giáo thắng nha.
Địa 18-16 cho thường giáo. Điểm 17-18 lông ấy không lớn lông xuống. Chân bên không biết không đấy, không quá ở đây sao 3 mét rồi thì bán cho nó quá đúng không? Điểm 20-18 Điểm 19-20
và thể thao thôi. Không sao, không sao. Điểm 21-20. Hay quá. Điểm 22-20. Rất đông khán giả luôn. Ê, bên kia như nào nhỉ? Tỷ số như nào ấy? Đang 2-2 nhá. Bên kia là đang 2-2. Bành Trạch với lại Đồng Phúc đang 2-2. Bành Trạch và Đồng Phúc 2-2 nhá. Tỷ số đang là 2-2. Cố lên anh ơi. Cố lên, cố lên, cố lên. Cố lên anh ơi. Hai 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 mươi. Thôi không sao, không sao. Điểm 21-23. Em ơi ngồi xuống đi em ơi. Hai 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 ba. Điểm 23 điều. Hay quá. Điểm 24-23.
Điểm 24-23 rồi. Rất hay luôn. Đánh đi, đều đi, xem xét nữa. Thầy nữa, cứ gửi bán giá. Điểm 24 đâu? Thắng hiệp này là đang là hai đều, mình đang bị dấn chị ơi, đang bị dấn 2-1 thôi. Đang 24 đều, điểm đang 24 đều. Cố lên anh ơi. 24 đều, 24 đều. Chưa chứ, mình đang bị dấn được không? Thượng giáo vô địch rồi. Thượng giáo thắng tỷ số trong cuộc 26-24. Em cảm ơn mọi người đã xem like nhá. Ơi, em chắc là em phải tắt like luôn. Cảm ơn mọi người. À, để em ra quay bên kia tí. Đây, trong tờ bường thì bán đều đấy. Tỷ số đang là 3-4. 3-4, 3-4. Đang tranh 34. Đang ở ngay sân tổng cái. Không bằng quân thôi.
Tấn công mày hết đâu chứ thấy sao hả? Nhưng mà hết rồi. Tùng chính là ra là anh Tùng bị căng cơ, anh Tùng bị căng cơ. Điểm 4-5. Hai lần 8. Bài đi hay là cái đánh là 4.300 là phải tốt nhất rồi. Nó có mấy loại mà. Mấy loại mà chưa kết. Điểm 6-5. Điểm 6 đều nhé. Đã thử mất vị tính. Ngoài sân, bóng ngoài sân. Điểm 76. Sơ băng chạy. Đổi sân nhỉ. Tầm tan đã đánh người này tới này rồi. Người nó chạy. Đạp năng hay người ta rồi. Mấy con cho về nó phải thẻ vào đối với dân này rồi. Trọng tài đang có một điểm như kia đâu. Quả dưng không hả? Quả dưng là đúng rồi. Có thể người ta có quan điểm có thể không đập vào lưới ra ngoài. Và làm này mà. Mấy cặp nào rồi. Điểm 8 đều. Tám đều. Đấy. Anh đang like nên là đấy đổi kia có nhiều người xem giờ ít. Điểm 8 đều nhá. Anh Nhật chắc là bị căng cơ rồi. Anh Thánh ơi, cố lên anh ơi.
Này giải 3 đi anh ơi. Sắc này sắc 5 rồi nhá. Sắc 5 rồi. 15 điểm thôi. Đồng phúc ban này trả với áo giải ba này. Chín đâu, chín đâu. Khói, khói. Trong sân. Đủ quá. Em có muốn lắc đâu, em cầm một tay nó bị rung đấy nhỉ? Nó bị rung máy. Gào đi. Điểm 19. Điểm 10-11. Mày thù thế. Nước rút rồi là điểm 11-12. Bay đánh được đâu, bay ra đây làm trường chứ, 10 còn đánh được đâu, bay bay lượn đi, gần đến gần đến vạch ra này lượn lên. Vẫn còn khét, thường ạ, vẫn còn khét lắm. Anh Nhật vẫn còn khét lắm. Điểm 13-11. Thành Khê 12-13. Đánh lâu rồi. 42. Sad boy dành cho Đồng Phúc. 13-14. Và cuối này. Xong, hết cơ hội. Hết. 14-14.
đều. 14 đều rồi bạn Thủy ơi. Sát rồi. Còn cơ hội rồi anh ơi. Ô. Cắt tới thì còn được hành nữa. Rồi cơ hội rồi. Rồi. Rồi, Đông Phúc thắng. Kết quả Đông Phúc 3. Con thượng nhì, thượng giáo nhất. Thôi, cảm ơn mọi người xem live nhá. Cảm ơn. Bye bye mọi người.